Xin chào quý vị, các bác tài đã đến với kênh xe tải của em Sơn, kênh xe tải ô tô gia đình. Thì trước mặt của chúng ta đây là một chiếc xe tải rắc 650 lớp. Thì cái chiếc này là chiếc xe tải rắc 6 tấn rưỡi, nó mới được ra mắt vào đầu năm 2020. Đây là cũng là cái phiên bản 2020. Thì hiện tại em đang ở nhà máy ô tô Phú Mẫn. Ở đây chúng ta em có rất nhiều cái dòng xe, và đặc biệt là dòng xe rắc này thì nhà máy của họ là ở gần ngay Bình Dương, cũng gần ngay chi nhánh của chúng em, cho nên giá xe rất là tốt, chi phí vận chuyển nó cũng rất là tốt so với các đại lý khác. Đồng thời hôm nay em muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn và các bác tài về cái dòng xe này. Thì các bác tài xưa giờ thường hay chọn cái dòng xe mà có kích thước thùng 6m2, thì ở bên Isuzu nó có cái dòng 5 tấn NQR550 á, thì thùng 6m2, hoặc là mấy cái xe như là VinFast, hoặc là mấy xe như VinFast tải khoảng 8 tấn. Thì đây rắc nó cung cấp cho chúng ta một cái xe tải là N650. Thì chiếc xe tải này á là cái phiên bản cabin vuông, quý vị thấy đây, phiên bản cabin vuông nó có một cái thiết kế rất là bắt mắt, nhìn rất là đẳng cấp và sang trọng. Cũng may là hôm nay mình có cái chassis xe ở đây để cho quý vị có thể thấy rõ được cái khung gầm của xe và những cái chi tiết ở phần phía dưới xe. Thường thường xe đóng thùng lên thì chúng ta không thể nhìn thấy được điều này. Đây, cái xe rắc 650 lớp của chúng ta, nó có cái đặc trưng là cái dòng chữ rắc màu vàng, đồng thời là cái dòng chữ N650 nè. Đó, thì cái cabin này là cabin vuông, cabin này là cabin vuông, cabin đôi, có một cái giường nằm ở đằng sau. Đồng thời, cái mặt trước của cabin là nó giống như với lại cái dạng Isuzu mà 8 tấn hoặc là 5 tấn giống như vậy. Nó hình vuông, nhưng mà nhìn cái cabin rắc này nó vẻ nó to hơn, cảm giác ngồi ở trong ghế nó sẽ thoải mái hơn đối với các bác tài. Đồng thời là cái cụm đèn của rắc nhìn cũng có vẻ to hơn, và có hứa hẹn là có thể cho một cái tầm quan sát nó tốt hơn nhiều. Phần dưới này là phần đèn sương mù này, và đèn sương mù của xe. Rắc giờ N650 thì nó có cái cụm đèn, cụm gương, thì gương phần này là gương cầu lồi. Đó, giúp cho cái tầm quan sát phía trước xe. Bên này là gương cũng được gắn ở cái phần cửa hông, thì gắn như vậy thì cái độ quan sát rất là lớn, rất là cao. Quý vị thấy không ạ? Đây là cái logo rắc. Phần đèn xi nhan thì được đặt ở phần phía dưới này. Đồng thời là phần phía dưới chúng ta có thêm một cái cản quan. Thì như vậy thì tài xế khi mà qua đường cũng rất là yên tâm. Xe này là sử dụng bánh 8.25/16. Bánh trước và bánh sau đồng kích cỡ để tải nặng. Hệ thống treo của cái xe này là đó, lớp nhíp dày 10 lá phần trên và một cái phục trợ lực. Hứa hẹn cũng rất là êm ái. Còn phần này là phần động cơ xe, hộp số xe và chassis xe. Thì xe này cũng là mà xe mới quý vị ạ.
trong nhà máy hiện tại bây giờ cái số lượng xe nó cũng chỉ do cái dịch nCoV á, số lượng xe nó cũng rất giới hạn, nó chỉ có mấy chiếc thôi. Thì ở Phú Mấn hiện tại là giờ có một anh là đã bán cái xe này rồi. Đó. Giờ nói đến cái phần chassis xe, thì phần đây là phần chassis xe tải rắc 6,5 tấn. Thì ở đây chúng ta thấy là chassis xe là chassis dập nguyên khối, nó không hề có mấu nối hay mấu ghép nào chassis hết. Vì thế mà cái chassis này nó có giữ được cái độ bền chắc rất là cao. Như quý vị thấy nè, chassis giữ được bền chắc rất là cao, không hề có một mấu nối nào hết. Và trên cái chassis này á, người ta đục thêm các lỗ này để nó giảm đi cái, thứ nhất là giảm đi trọng lượng của cái chassis, thứ hai là giúp cho chassis nó có độ co giãn nó tốt hơn, giúp cái chassis bền hơn. Bánh sau cũng là bánh 8.25/16 mà bánh đôi. Đặc biệt ở cái xe này nó có phanh hơi nè, đó, hai cái bầu lốc kê hơi. Cái bộ này là bộ phân chia cái lực phanh khi mà theo, giống như là theo tải trọng á quý vị. Còn phần nhíp là hai cái nhíp của xe rắc 6,5 tấn này là nhíp hai tầng. Thì tổng cộng ở đây cái số nhíp nó lên đến 20 lá, và đến 20 lá. Phần cầu của rắc cũng rất là to, như quý vị thấy không, cầu rất là to, cầu này rất là khỏe để tải nặng. Ở đây là một cái hộp đựng đồ phụ tùng cho quý vị bác tài khi mà đi di chuyển. Thì cái này mình có thêm một cái ổ khóa nữa để tránh các anh mà hay tải máy khi mà đi trên đường á. Đây chúng ta có một cái móc đèn xi nhan. Thì đèn này nó sẽ được gắn lại cho thật là đẹp khi mà đóng thùng hoàn thiện. Đồng thời ở đây chúng ta có là một cái bánh sơ cua 8.25/16. Đây là cái bầu hơi của cái xe. Bầu hơi của xe. Những cái dây hơi này thiết kế màu xanh, màu đỏ, nhìn cũng rất bắt mắt, nhìn rất là đẹp. Nhìn nó có cảm giác là nó hiện đại hơn. Đó. Để cái cảm giác nó hiện đại hơn. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cái phần máy và hộp số. Thì cái xe tải rắc 6,5 tấn này nó xài cái máy là máy Cummins. Máy Cummins Mỹ. Máy này là 4 máy. Đó, máy Cummins á. Máy này tốt không anh? Máy này rất tốt. Anh không chịu quay. Máy Cummins Mỹ. Cái hộp số là hộp số Fast Gear. Thưa quý vị, cái hộp số này thì đại đa số các xe mà bên Trung Quốc mà khi mà nhập sang lắp ráp ở Việt Nam đều xài hộp số này. Nhưng mà có điều là rắc thì nó được đồng bộ hơn, tại vì rắc nó liên kết với lại Fast Gear, liên kết với lại cái hãng Cummins, thì cho nên cái sự đồng bộ trong cái chiếc xe nó cao hơn. Đó. Cao hơn rất nhiều. Nhìn cái xe, nhìn cái máy nhìn rất là đẳng cấp. Và bây giờ em sẽ giới thiệu thêm về cái thông số kỹ thuật của cái hộp số và cái máy này. Thì cái máy này á, là máy Cummins. Dung tích xi lanh là 3.76, tương đương với khoảng là 3.8 cc. Thì cái
cái máy này á, nó sản sinh ra một cái moment xoắn là 600 Newton mét từ 1.300 đến 1.700 và cái công suất là 136 kW cũng từ cái vòng tua 1.300 đến 1.600. Đó thì cái nếu mà tính ra cái moment xoắn của cái xe tải rắc 6 tấn rưỡi này nó hơn hẳn so với là cái moment xoắn của cái xe Hyundai S8 bây giờ. Và cái hộp số này là hộp số 6 cấp số tiến và 1 cấp số lui. Đó. Tải năng rất là tốt quý vị. Đồng thời là nãy em quên giới thiệu cho quý vị. Cái xe tải rắc 6 tấn rưỡi này nó bánh sau nó được trang bị một cái bó cùm ABS để chống bó cứng phanh. Thì ở đây chúng ta không thể thấy được đâu. Chúng ta chỉ có thấy được cái dây nè, dây nối. Chứ còn không thể thấy được cái bộ phận ABS đâu. Đồng thời là cái xe này á là có thể nói là xe này là nhập khẩu gần như đến 90% từ nhà máy rắc mẹ, chứ không phải là giống như một số các thương hiệu khác là người ta nhập hết linh kiện A, như linh kiện B, linh kiện C từ mỗi một nhà máy khác nhau để giảm chi phí. Còn nhưng mà rắc thì nhập đồng bộ từ một nhà máy hết, cho nên cái độ đồng bộ cao, rất cao. Cái độ đồng bộ rất cao. Quý vị. Hộp số. Cái hộp số là hộp số IFS 3.8 luôn. Đó, máy Cummins nè. Cho nên khi mua xe rắc mình sẽ yên tâm hơn là so với các mua các dòng xe khác. Xe rắc bây giờ rất là tốt. Còn về phần nội thất. Phần nội thất của xe tải rắc 6 tấn rưỡi cái phiên bản mới 2020 thì cái phần nội thất này nó rất là rộng lớn. Cabin này là cabin đôi, cho nên có một cái giường nằm phía sau rồi quý vị, đồng thời cái cabin này nó rất là rộng. Ở cảm giác ngồi lên cái ghế này nó cũng mềm mại hơn so với lại các loại ghế khác. Mặc dù là nó không được bọc nỉ nhưng mà cảm giác ngồi lên nó vẫn mềm mại hơn, êm ái hơn. Ngồi trong cái cabin này chúng ta thấy nó đẳng cấp hơn rất nhiều so với những loại cabin khác. Ở đây chúng ta đừng có so sánh đối với lại những cái cabin mà nó quá đẹp đi của những cái hãng xe nổi tiếng như Hyundai. Tại vì cái giá tiền của nó cao hơn so với xe này rất nhiều. Hyundai S8 thì em nhớ không nhầm là nó khoảng 800 mấy chục triệu á. Còn đối với xe rắc này các bác tầm khoảng 600 rưỡi là đổ lại là bác có thể mua được rồi. Xe này thì phần đầu tiên là chúng ta thấy nè. Vô lăng 4 chấu. Tích hợp các nút bấm. Nút bấm này thì em cũng chưa tìm hiểu nó là cái nút bấm gì nữa. Bên đây thì cái nút bấm giảm âm lượng nè, tắt âm lượng của FM radio. Đó. Logo rắc nhìn rất là sáng đẹp. Tích hợp còi trong đây luôn. Mà nếu bấm còi bây giờ thì nó ảnh hưởng đến những người khác. Nên em không xin phép không được, không bấm cái đó. Còn đây là cái đây là hình như là đều chỉnh cái cường độ ánh sáng của cái đèn á. Hay là điều chỉnh độ cao thấp. Thì cái này em cũng rành nữa mấy bác. Mà chạy xe nhiều chắc bác rành hơn em. Đó. Phần đồng hồ đây. Phần đồng hồ táp lô là giữa nó có một cái màn hình LCD.
nhìn rất là sang trọng. Đây em sẽ bật lên rồi. Rất là sang trọng, chạy được 12 km rồi à. Đó, nó báo là full shutter, có nghĩa là cái nhiên liệu đang ở cái mức thấp. The door is not closed, có nghĩa là cái cửa nó đang là mở, chưa có đóng. Cái xe của chúng ta là chạy bằng phanh hơi, cho nên lúc nào cũng phải canh cái đồng hồ phanh hơi. Ngoài ra là còn những cái đồng hồ dầu ở trong đây, đồng hồ vòng tua máy. Nó nhìn rất là đẹp, đồng hồ điện rất đẳng cấp. Bên đây là cái đài FM USB, thì đây có mở được USB. Đó. Máy lạnh. Cái chỗ này là chỗ để nhét thẻ vô, nhét cái thẻ, ví dụ như anh nào mà có card visit á, đó, nhét vô đây. Không nhét thôi, nhét tiền lẻ vô cũng được. Còn phần này là phần mồi thuốc lá, thì ở cái phần này thì có thể là mấy anh ra mình mua thêm một cái rắc để cắm vô để sạc điện thoại, khoảng mấy chục ngàn thôi. Ở cái điều, nhưng mà có một điều ở rắc 6,5 tấn là cái cabin này nó lại không có một cái phần trên đây để đựng đồ, mà vẫn để cái kiểu cũ như vậy. So với rắc N350 và N60 và N200 thì nó có cái phần hộp đồ đây, nhìn rất rộng, rất thoải mái. Đây, không thể chê vào đâu được quý vị ạ. Bây giờ em đây, còn đây nữa, cái đây là cái phần quan trọng, phần hộp số 6 cấp của xe. Đó, xe thì có 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Còn phanh thì là phanh dừng đổ, là có nghĩa là đó, phanh hơi. Đó, em vừa kéo phanh hơi tay lên. Bây giờ em sẽ thử đề cái máy lên nha. Đó, bây giờ là cái máy, lúc mà em đang đề cái máy lên, lúc mà nó đang mở cửa thì cái cảm giác ngồi ở đây á, tiếng máy nó rất là êm. Một cái máy mà nó có mô men xoắn lớn khoảng 600 như thế này mà cái tiếng máy lại rất êm. Đóng cửa lại coi xem thử là cái độ cách âm nó như thế nào. Đối với một chiếc xe tải thì không thể nào đòi hỏi là nó sẽ cách âm tuyệt đối được. Nhưng mà khi ngồi trong chiếc xe tải này, em nghĩ là có thể là quý vị sẽ rất hài lòng vì cái độ cách âm này. Và bây giờ cái đèn nó báo á, đặc biệt cái là cái xe dòng Euro 4 nó có hộp đen, cho nên á những cái điều khiển thao tác nó đều thông qua hộp đen hết. Ở trên cái mặt này nó đang báo là tốc độ trung bình là 21 km/h, so với lại ý nó nói là so với lại cái thời điểm hiện tại khi mà chúng ta chưa chạy thì cái vòng tua máy này nó phù hợp để như vậy. Đó, thì xe này nó chạy đến vận tốc được khoảng 110 km/h, đó, theo nhà máy công bố như vậy. Và cái hệ số tiêu hao dầu của xe nó tầm khoảng từ 12 đến 14 lít nếu mà chở đủ hàng. Thì xe này cũng có phun dầu điện tử và turbo tăng áp. Ga anti đặc biệt rất nhẹ, rất mềm, rất là êm. Vậy là em đã giới thiệu cho quý vị xem về chiếc xe tải rắc 6,5 tấn này rồi. Cái clip này thì quay không được đẹp cho lắm, tại vì điện thoại em đang là điện thoại không được cao cấp. Nhưng mà nếu mà quý vị nào có nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ anh em bên chú em. Ngoài dòng xe rắc ra còn rất nhiều dòng xe khác, ví dụ như Hyundai, ví dụ như Đông Phen Trường Giang, hoặc là Đông Phen Hoàng Huy, hoặc là Vim, hoặc là Isuzu, tụi em cũng có bán. Rồi, em xin chào và kính chúc quý vị các bác tài có một cái chặng đường di chuyển thật là bình yên, bình an và hạnh phúc, và với lại mái ấm gia đình của mình. Đồng thời là trong tương lai thì sự nghiệp của các bác tài sẽ phát triển hơn nữa, sẽ thành công hơn nữa. Em xin chào, cảm ơn ạ.